Em xin kính chào tất cả các bác yêu Lan phiên buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Tối hôm nay thì em sẽ có một số những mặt hàng mới về em giao lưu với các bác. Hai số điện thoại các bác đặt hàng là 0393 998895 và 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Ngoài cung cấp những dòng giống hoa lan rừng thì nhà em cung cấp cả những dòng vật tư phân thuốc và cả những chế phẩm, những cái sản phẩm dùng để phun tưới hoa lan. Các bác đặt hàng với em thì em sẽ ship hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước cho bên vận chuyển. Tiền cước thì được tính theo bảng cước và giá rất là rẻ rồi ạ. Em đã làm cước để mọi người, để các bác nhận hàng làm sao có một cái mức cước mà nó hợp lý nhất. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến những cái dòng bộ sản phẩm phun tưới hoa lan. Cái bộ sản phẩm này nhà em hiện tại thì vẫn đang sale với bộ máy đơn đáp ứng đủ nhu cầu tưới lan các bác, đó chính là bộ sản phẩm 430.000 cả một bộ sản phẩm. Đấy, nhà em thì vẫn đang đóng gói cho các bác, hàng về liên tục ạ, và xuất đi cũng khá là nhiều rồi. Hàng này các bác đặt hàng thì cái bộ hàng máy kép thì hiện tại nhà em hết hàng nhá. Các bác đặt hàng phải đặt hàng trước và dự kiến là cũng phải tầm một thời gian ngắn nữa thì mới có, bởi vì bây giờ đang không có hàng. Còn đâu thì cái bộ máy đơn này thì đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để các bác phun tưới dành cho hoa lan rồi. Và hàng này các bác mà muốn nối thêm dây ấy, thì các bác báo em trong quá trình đặt hàng, bởi vì cái số mét dây tiêu chuẩn của nó là 10 mét. Đấy, nhiều bác thì vườn nó dài hơn hoặc là nó rộng hơn, hoặc cái khoảng cách nó xa hơn thì các bác có thể đặt thêm mét dây. Đó, sau đây thì em thì đi vào những mặt hàng hoa lan trong ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, hôm nay em đánh thêm những cái mã xả hạc hoa hồng đỏ, nói chung là hàng đẹp lắm các bạn, toàn hàng ở hoa xuân hoa tết thôi. Trước khi đi qua những cái mặt hàng đấy thì em giới thiệu đến cái mặt hàng mới về. Hôm nay thì nhà em về cái mặt hàng đó chính là dòng ngọc trai đen. Trời ơi, hôm nay cái dòng ngọc trai đen các bạn, để cho mọi người xem luôn cái củ giả hành của nó này, rất là to bự luôn. Đấy, ngọc trai đen hay là thiên nga đen, đấy cái củ giả hành của nó đây. Đấy, những cây này cây cũng khá là lâu năm rồi. Và các bác hỏi cái dòng thiên nga đen này cũng rất là nhiều. Bởi vì sao? So với những cái dòng thiên nga ấy, thì dòng thiên nga đen cái mặt hoa của nó thì màu đen tuyền, và nó tượng trưng cho sự sang trọng, sự quý phái và sự huyền bí. Đó, đây là chính là cái nét đặc trưng của dòng thiên nga. Thiên nga nó có rất là nhiều màu. Tuy nhiên thì dòng thiên nga đen thì lại là cái màu đắt nhất trong tất cả những dòng. Như là dòng đai châu cũng thế, có dòng đai châu hồng cánh sen thì nó lại là đắt hơn. Và đây ạ, mọi người cùng chiêm ngưỡng cái mặt hoa của thiên nga nhé. Và riêng dòng thiên nga này nó có một đặc trưng, đó chính là nó sống chủ yếu bằng củ giả hành. Và khi ra hoa thì đa phần những cái lá của nó bị rụng hết. Đấy, lý do tại sao các bác chỉ nhìn thấy mỗi củ và những cái ngồng hoa nữa thôi ạ. Một màu đen huyền bí nhá. Loại này thì giá này trị rất là cao. Hôm nay thì em chỉ có ít để sưu tầm thôi, bởi vì hàng này nhà vườn mỗi lần xuất ra cũng không có nhiều. Đó, hàng cây trưởng thành rồi các bác. Đấy, nó sẽ có một củ này, củ năm vừa rồi này. Và đây là củ năm nay này. Đấy, thiên nga đen một chậu thân bự này, rất là mập bự luôn. Để các bác so sánh với cái bàn tay của em, các bác sẽ biết. Em bán với giá là 300.000 đồng một chậu nhá, thiên nga đen. Rất là đẹp. Hôm nay số lượng về hơi không có nhiều. Tiếp theo sang bên đây, em giới thiệu đến các bác những cái chậu trầm trắng. Hàng này thì thông thường Tết khi mà nó phát triển về chiều dài thì sẽ tính theo thân để tính tiền đúng không ạ? Và đây là mặt hoa của trầm trắng ạ. Mời mọi người cùng xem nhé. Cái mặt hoa của nó màu trắng tinh này. Đó, đây. Và mặt hoa của trầm trắng đây các bác ơi. Đó. 100% là hàng thân tơ. Khi ra hoa của nó thì nó rất là sai hoa như thế. Bởi vì hàng ươm ki nên là hàng chuẩn mặt hoa cho các bác nhé. Trầm trắng này thì mỗi chậu sẽ có thông thường từ 2 đến tầm 3 thân. Ví dụ chậu này là 3 thân thì sẽ có một thân dài trội và 2 thân ngắn hơn. Hoặc chậu nào nhiều thân, nhiều ki hơn thì nó sẽ ngắn hơn những cái chậu ấy một chút. Đó, các bác nhìn ạ. Đây là trầm trắng này, chậu này 4-5 thân thì nó lại có những cả những thân ngắn hơn. Còn chậu nào mà ít thân hơn thì nó sẽ dài trội hơn. Thì em sẽ bán đồng giá hết nhé, đồng giá hết. Với giá là 200.000 đồng một chậu. Đấy, bán theo chậu chứ không phải là bán theo thân nữa. Đấy, các bác nhìn này, hàng đều là hàng ươm từ ki ra. Hàng ươm từ ki ra, nên là mặt hoa hàng chuẩn là một. Thứ hai là, đây riêng cái thân dài này của nó khi đến Tết là đã rơi vào 250 một thân rồi. Và bây giờ các bác mua cả chậu này, cả một chậu như vậy với giá 200.000 một chậu thì nó quá là rẻ đúng không ạ? Đấy, 200.000 một chậu trầm trắng quá nhá. Đấy, em ước chừng cho bác một chậu như vậy 200.000. Đây là hàng trầm trắng. Đây, bác nào muốn lấy chậu nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Lấy chậu nhiều thân thì thân ngắn, còn lấy ít thân thì thân dài. Cứ cân đối như thế nhá.
và cho mọi người ngắm lại cái mặt hoa của dòng trầm trắng này. Đấy, thơm lắm các bạn, riêng dòng trầm trắng nó giống như trầm đột biến đấy ạ, hoa thơm. Tiếp theo thì hôm nay nhà em về một lô, đó chính là đen ruby hồng ngọc. Ờ, cái mặt hàng này đây ạ, Tết năm ngoái em nhớ ở đâu đó em bán những cái chậu hàng khủng đấy ạ. Thân nó dài tầm mét, hơn mét cơ. Nhìn mê tít luôn. Đó, và hàng hôm nay em lấy cho các bác là những cái hàng để cho bác về làm giống này. Đấy, cánh của hồng ngọc thì sẽ là cánh bầu và mắt xước nhá các bác nhá. Đây ạ, đen ruby hồng ngọc đây, mặt hoa rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng ươm ki, hàng chuẩn mặt hoa. Và một chậu ngày hôm nay em lấy những cái chậu này này, nó sẽ có khoảng tầm khoảng 3 thân một. Đây, nó sẽ trung bình một chậu sẽ có 3 thân. Chậu nào cũng có thể là hơn 4, có thể 4 thân thì có cả thân ngắn hơn một chút. Đấy. Nhưng mà cứ đồng đều là 3 thân nhá nhá, đen ruby hồng ngọc. Hôm nay mỗi chậu này em cũng bán với giá là 200.000 đồng một chậu, 200.000 một chậu. Hồng ngọc giá thành Tết một thân của nó dài tầm khoảng 6 70 cm đã là 350 rồi. Đây. Giờ thân của nó rơi tầm khoảng 20 hoặc 25 30 cm thôi. Thì loại này là 200.000 các bác mua được 3 thân. Đấy, một chậu như vậy, hàng cũng là hàng ươm ki. Và mặt hoa rất là xuất sắc, mặt hoa như hàng như là cái hình mà em vừa gửi cho các bác ạ. Đây dòng đen ruby hồng ngọc nhá, 200.000 một chậu nhá. Tiếp theo thì em sẽ đến những cái mã giả hạc hoa hồng đỏ. Đa phần những cái mặt hàng hôm nay thì những mặt hàng nọ hoa xuân hoa Tết rất là nhiều. Các bác có thể là tranh thủ mua thời điểm bây giờ, các bác chăm là Tết sẽ có một cái giỏ lan nó quá là đẹp. Và các bác chăm bây giờ ấy, nó ổn định khí hậu và sau này nó ra hoa nó sẽ ổn định mặt hoa hơn. Đây ạ. Đây là cái mặt hoa của dòng giả hạc hoa hồng đỏ. Đây các bác nhìn này, những cái bảng này đều là những cái bảng dớn, người ta ghép vào dớn, và đây cũng là cái bảng dớn mà người ta ghép này. 100% là hàng thân tơ. Đấy, khi ra hoa nó đẹp như thế này đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó, mặt hoa cận cảnh của nó ạ. Đây là giả hạc hoa hồng đỏ các bác nhá. Rất là nhiều dòng giả hạc, có cả 5 cánh trắng họng hồng nữa. Tí em sẽ giới thiệu sau. Còn đây là giả hạc hoa hồng đỏ. Những cái bảng ngày hôm nay thì giá dao động chỉ có tầm khoảng từ 450 đổ lại thôi. Thực sự các bác, cái giá thành này mà đến thời điểm Tết ấy, lúc mà nó dài thêm một chút xíu nữa mà các bác mà để mua thì lúc đấy sẽ tính theo thân tính tiền. Lúc đấy giá thành nó cực kỳ là cao. Ngày hôm nay thì bởi vì em nhập cái lô này số lượng nhiều ấy, các bác tranh tay các bác sưu tầm được cái giỏ lan rẻ mà đẹp nhá. Dòng giả hạc hoa hồng đỏ này, em sẽ đánh mã theo từng hình. Và các bác nhìn theo hình và các bác đặt hàng cho em này. Em gọi đây là mã D1 này. Em sẽ quay nhanh thôi ạ. Rất là nhiều thân. Em đếm tạm thử một chậu thôi. Còn đâu những cái chậu kia thì do thời lượng nó có nhiều ấy, em không có thời gian em đếm hết được. Đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ui, nói chung cả những thân dài thân ngắn đã chắc cũng phải 16, 17 thân gì đấy. Đây em bán 450 này. Hình 1, D1, 450. Em chuyển sang hình số 2, cũng 450.000. Hàng ghép vào dớn rồi, các bác về chỉ việc là cho thêm phân thôi. Tại vì phân của nó em nghĩ là nó cũng, người ta cũng đều bỏ lâu rồi ấy. Thành ra là nó chất dinh dưỡng nó cũng không còn nhiều. Các bác cho nên thêm phân mới, cây phát triển sẽ còn tốt hơn nữa. D2 cũng 450. Em chuyển sang hình D3, thân cũng rất là dài đẹp nhé, cũng 450.000. D4 cũng là một hình 450.000. D4. Chuyển sang D5 cũng 450.000, thân dài. D6 cũng 450.000. D7 cũng 450.000. Thực sự cái lô hôm nay, cái này mà phải Tết thì nó phải đến tầm 600-700.000 luôn. Tại vì nó vẫn còn đang phát triển chiều dài các bạn. Mà chia trung bình đầu quân ra thì nó rất là rẻ. Một thân của nó, một ngọn như thế rất là rẻ rồi. D8 370.000. Lô này em nhập nhiều, em muốn bán để bán nhanh đấy, để em nhập thêm những mặt hàng khác ấy. D8 370 này. D9 400.000. D10 430.000. D10 430.000. Nhiều thân lắm. D11 350.000. Cái này thì một số thân đầu ngọn có bị dính, hai cái đầu ngọn bị cháy lá này, 350 này. D12 390.000. D13 cũng 450.000, thân dài nhá nhá. D14 ạ, D14 480.000. Giò này còn rất là nhiều thân luôn, 480. Và D15 450.000. Đấy, em giao lưu tạm thời trước 15 giò, thực ra là cũng là những cái giò mà em lựa chọn trong cái lô, nó cũng đều là những cái hàng tuyển chọn rất là đẹp rồi.
các bác lựa lô đầu tiên. Còn đâu là nhà em thì hàng thì còn rất là nhiều nữa. Đây, cả Long Tu Sơn này, cả hạt hoa hồng đỏ này. Tha hồ các bác đặt hàng luôn ạ. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang những mặt hàng kg khác nữa nhé.